Nhằm chủ động tham gia bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí đã phát động phong trào đi chợ cùng làn nhựa, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Cách làm sáng tạo này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường của người dân địa phương. Từ 2 năm nay, chiếc làn nhựa này đã trở thành người bạn đồng hành của bà Nguyễn Thị Tính ở phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí mỗi khi đi chợ. Trước đây bà Tính có thói quen sử dụng túi ni lông đựng thực phẩm. Nhưng từ khi được các cấp hội phụ nữ tuyên truyền về tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe người sử dụng và gây ô nhiễm môi trường, bà Tính cùng nhiều hội viên phụ nữ ở đây đã chuyển sang dùng làn nhựa. Rất là tiện lợi, mua rau, mua cá, mua thịt để vào đấy, không phải đựng bằng túi giấy bóng, nó có nhiều cái độc hại. Phong trào đi chợ cùng làn nhựa được Hội Phụ nữ phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí triển khai từ năm 2015. Cùng với việc tuyên truyền tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe và môi trường, Hội Phụ nữ phường Thanh Sơn đã tặng 300 chiếc làn nhựa cho phụ nữ các khu phố. Đến nay, 80% hội viên phụ nữ ở đây đã sử dụng làn nhựa thay túi ni lông khi đi chợ. Nhiều chị em phụ nữ còn sáng kiến dùng thêm hộp nhựa để đựng riêng các loại thực phẩm tươi sống. Nhờ đó, lượng túi ni lông thải ra môi trường đã giảm hẳn, đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn trước. Đi chợ mà không có làn ấy thì ngày đến 5-6 cái túi, một năm 360 ngày thì phải trên 1000 cái túi, thì như thế là nó cũng không đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên là phát làn nhựa và sau này sẽ lan tính lan tỏa là sẽ phát hết cho nhân dân, và nhân dân ở trong khu chúng tôi là bây giờ người ta có ý thức rồi. Ban đầu là tặng cho các tổ trưởng, các cái tổ phụ nữ để có mỗi người một cái làn. Đấy thì cũng là vừa là tuyên truyền cũng vừa là thực hiện cái không sử dụng nhiều túi bóng để hạn chế cái việc rác thải ra môi trường. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục là rà soát và nhân rộng ra tất cả các cái chi hội trên địa bàn phường cùng thực hiện cái mô hình này. Dùng túi ni lông đựng thực phẩm không những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, mà việc xử lý túi ni lông sau sử dụng cũng rất tốn kém và gây ô nhiễm môi trường. Phong trào đi chợ cùng làn nhựa của chị em phụ nữ phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí là việc làm thiết thực bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của cộng đồng. Bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.